Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, khi quý vị là doanh nghiệp, người làm ăn, buôn bán lớn thì việc ký kết hợp đồng rất quan trọng. Thời khắc ký kết được vượng hay cát phụ thuộc vào rất nhiều vào ngày giờ tốt hay xấu đối với bản mệnh của quý vị. Vì vậy trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày ký hợp đồng tốt nhất trong tháng 1 âm lịch năm 2023. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Tầm quan trọng của việc xem ngày ký hợp đồng. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ ký hợp đồng trong tháng 1 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất ký hợp đồng trong tháng 1. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác ký hợp đồng được thuận lợi và may mắn. Nội dung thứ nhất chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị đó là về tầm quan trọng của việc xem ngày ký kết hợp đồng. Thưa quý vị, chỉ những ai làm ăn kinh doanh mới hiểu được hết tầm quan trọng của việc ký hợp đồng để các bên hợp tác với nhau gặp nhiều thuận lợi và may mắn thì việc xem ngày ký hợp đồng rất quan trọng. Nó sẽ là tiền đề cho sự phát triển lâu dài sau này. Nếu chọn được ngày đẹp, giờ tốt thì việc ký hợp đồng sẽ trở nên nhanh chóng và thuận lợi, đồng thời cũng giúp công việc làm ăn giữa hai bên tốt hơn. Vậy làm thế nào để lựa chọn được ngày này, giờ tốt, phù hợp với bản mệnh của gia chủ? Xin mời quý vị cùng theo dõi các phần tiếp theo. Nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày ký hợp đồng. Thưa quý vị, mỗi ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc ký hợp đồng trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày ký hợp đồng phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ ký hợp đồng, kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, đại hao, trực bình, trực thâu, tiểu hao, tứ hao, kiếp sát, tai sát, nguyệt sát, tứ cùng, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sứ, đại thời, tứ phê, ngũ mộ, cửu không và ngũ ly. 2. Ngày hợp ký hợp đồng là ngày thiên đức hợp, nguyệt đức, nguyệt đức hợp, thiên nguyện, ngày dân, ngày phú, trực mãn, tam hợp, lục hợp và ngũ hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất ký hợp đồng trong tháng 1 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn được những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 1 âm lịch là ngày Tỵ và ngày Tý, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý và ngày 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày thụ tử là những ngày Tuất, bao gồm có 2 ngày là mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày dương công kỵ là ngày 13 Nhâm Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 4. Ngày tam nương gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Ngọ, mùng 7 Bính Tuất trùng với ngày thụ tử, ngày 13 Nhâm Thìn, 18 ngày Đinh Dậu, ngày 22 ngày Tân Sửu và cuối cùng 27 là ngày Bính Ngọ.
Đây là 6 ngày Xấu kỵ mọi việc. 5. Ngày Nguyệt kỵ bao gồm các ngày mùng 5 Giáp Thân, 14 Quý Tỵ và cuối cùng là ngày 23 Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 6. Ngày Nguyệt Yểm. Trong tháng 1, Nguyệt Yểm là những ngày tốt, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất. 7. Ngày Trực Bình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 8. Ngày Trực Thâu là những ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. 9. Ngày Thiên Địa chuyển sát là ngày 12 Tân Mão. 10. Ngày Tiểu Hao là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và ngày 26 Ất Tỵ. 11. Ngày Tứ Hao là các ngày Nhâm Tý, tháng 1 năm 2023 âm lịch không có ngày này. 12. Ngày Kiếp Sát là các ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. 13. Ngày Tây Sát là các ngày Tý, bao gồm mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. 14. Ngày Nguyệt Sát là các ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 15. Ngày Tứ Cùng là ngày Ất Hợi, tháng 1 không có ngày này. 16. Ngày Nguyệt Hại là ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 17. Ngày Thiên Sứ là ngày Mão, bao gồm 12 Tân Mão và 24 Quý Mão. 18. Ngày Đại Thời là ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 19. Ngày Tứ Phế là những ngày Ất Hợi, tháng này không có. 20. Ngày Ngũ Mộ là ngày 16 Ất Mùi. 21. Ngày Cửu Không là ngày Thìn, bao gồm mùng 1 Canh Thìn, 13 Nhâm Thìn và 25 Giáp Thìn. 22. Ngày Ngũ Ly bao gồm 27 Bính Ngọ, 19 Mậu Tuất và mùng 10 Kỷ Sửu. 23. Ngày Đại Hao là ngày Ngọ, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 15 Giáp Ngọ và 27 Bính Ngọ. 24. Ngày Nguyệt Phá là những ngày Thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân và 29 Mậu Thân. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc ký hợp đồng cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 25. Ngày Thiên Đức là những ngày Đinh, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi là ngày Trực Thâu, ngày Kiếp Sát, ngày 18 Đinh Dậu phạm ngày Tam Nương nên ta không chọn hai ngày này. Ngày 28 Đinh Mùi có nhiều cát tinh nên ta có thể chọn ký kết hợp đồng. 26. Ngày Thiên Đức hợp là những ngày Nhâm, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ phạm ngày Tam Nương nên ta không chọn. Ngày 13 Nhâm Thìn là Cửu Không nên ta cũng không chọn. Ngày 23 Nhâm Dần là ngày Nguyệt Kỵ nên ta không chọn. 27. Ngày Nguyệt Đức là những ngày Bính, bao gồm mùng 7 Bính Tuất là ngày Thụ Tử, tuyệt đối không sử dụng. 17 Bính Thân là ngày Trực Phá, không nên dùng. 27 Bính Ngọ là ngày Tam Nương, kiêng kỵ mọi công việc. 28. Ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Tân, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ là ngày Sát Chủ, tuyệt đối không sử dụng. Ngày 12 Tân Mão là ngày Thiên Sứ, nhưng có nhiều cát tinh nên ta có thể chọn làm ngày ký kết hợp đồng. Ngày 22 Tân Sửu là ngày Nguyệt Sát, tốt nhất không nên dùng. 29. Ngày Thiên Nguyện là ngày Ất Hợi, tháng 1 âm lịch không có ngày này. 30. Ngày Dân Nhật là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 27 Bính Ngọ là ngày Tam Nương nên ta không chọn. 15 Giáp Ngọ là ngày tốt để ký kết hợp đồng. 31. Ngày Ngũ Phú là những ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi, 20 Kỷ Hợi, ngày Hợi phạm ngày Trực Thâu và ngày Kiếp Sát nên tốt nhất ta không dùng. 32. Ngày Trực Mãn là những ngày Thìn, bao gồm mùng 1 Canh Thìn, 13 Nhâm Thìn và 25 Giáp Thìn, trùng ngày Cửu Không nên không dùng thì sẽ tốt hơn. 33. Ngày Tam Hợp là các ngày Ngọ, Tuất, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 27 Bính Ngọ là ngày Tam Nương nên ta không chọn. Ngày 15 Giáp Ngọ là ngày tốt để ký kết hợp đồng. Ngày Tuất là ngày Thụ Tử nên tuyệt đối không sử dụng. 34. Ngày Lục Hợp là các ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi, 20 Kỷ Hợi, ngày Hợi phạm ngày Trực Thâu và ngày Kiếp Sát nên tốt nhất không dùng. 35. Ngày Ngũ Hợp là các ngày Kỷ, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu, 20 Kỷ Hợi, hai ngày này đều có nhiều hung tinh nên ta không chọn ký hợp đồng. Như vậy chúng ta đã dựa vào 35 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn những ngày tốt ký hợp đồng trong tháng 1 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch cho việc ký hợp đồng là những ngày sau. 1. Ngày 28 Đinh Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Nhâm. 2. Ngày 12 Tân Mão kỵ những người tuổi Dậu, hợp người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can là Bính. 3. Ngày 15 Giáp Ngọ kỵ những người tuổi Tý, tốt cho người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Kỷ. Đó là những ngày cát lành ký hợp đồng trong tháng 1 âm lịch và chi tiết những tuổi kỵ hợp với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.